Chào mừng các bạn đến với Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn khóa học thực hành kế toán sản xuất dành cho người mới bắt đầu. Nội dung trong khóa học đi vào nguyên lý kế toán trước. Nguyên lý kế toán sẽ là cơ sở, nền tảng để các bạn từ đó có kiến thức, tư duy vào phần thực hành. Hiểu được các quy tắc và chuẩn mực trong kế toán. Có được nền tảng của nguyên lý kế toán sẽ bắt đầu đi vào thực hành liên quan đến khóa học kế toán trong công ty sản xuất. Nội dung trong phần thực hành đi vào 3 nội dung chính. Ở phần nội dung đầu các bạn sẽ đi vào những khai báo đầu kỳ, bao gồm hướng dẫn khai báo các thông tin đầu kỳ theo trình tự để có được một bảng cân đối tài khoản của đầu năm. Nội dung thứ hai đi vào các phát sinh hóa đơn chứng từ trong kỳ. Trước tiên các bạn học viên sẽ được hướng dẫn cách định hình những công việc của một nhân viên kế toán tổng hợp phải làm từ việc xác định hình thức kế toán doanh nghiệp đang áp dụng và hướng dẫn cách hạch toán đối với mua hàng hóa, các hồ sơ liên quan đến mua nguyên vật liệu có hóa đơn và bao gồm mua nguyên vật liệu không có hóa đơn và cách xử lý đối với trường hợp mua nguyên vật liệu hàng hóa không có hóa đơn. Hướng dẫn cho các bạn các hóa đơn chứng từ bán ra, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán. Hóa đơn đối với mua công cụ, dụng cụ và tài sản trong công ty sản xuất, những nội dung liên quan đến hồ sơ thanh lý tài sản. Hướng dẫn các nghiệp vụ liên quan đến hạch toán tiền lương cho các bộ phận trong công ty sản xuất, các nội dung liên quan đến các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, các vấn đề về cân đối tiền mặt và công nợ, các vấn đề về kho trong kế toán, xác định phương pháp kho tính giá xuất kho, cân đối chỉ tiêu kho trên báo cáo tài chính, lập tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng quý và hướng dẫn điều chỉnh đối với trường hợp lên sai tờ khai thuế. Thực hiện việc khai báo định mức nguyên vật liệu, các bước xuất vật tư theo định mức, theo lệnh sản xuất, xác định kỳ tính giá thành, chi phí trực tiếp khi tính giá thành, xác định chi phí phân bổ chung cho vào giá thành của các sản phẩm và quy trình nhập kho thành phẩm. Và nội dung thứ ba là công việc cuối năm, lên báo cáo tài chính, là kết quả cuối cùng cần phải phân tích thật rõ trước khi nộp, cân đối thuế thu nhập doanh nghiệp cho hợp lý, các bút toán điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp trong khi làm lại báo cáo tài chính, hướng dẫn lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Và cuối cùng là thực hiện việc in sổ sách và cách sắp xếp lưu giữ hồ sơ cũng như kinh nghiệm khi thanh tra quyết toán. Đó là các nội dung trong khóa học trong công ty sản xuất. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn phương thức học phù hợp, bao gồm các khóa tự học, một giáo viên kể một học viên, lớp online và lớp tập trung tại trung tâm. Đặc biệt là các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên trang web riêng ketoanviethung.com. Điểm nổi bật khi các bạn học trên giáo trình online, mỗi một chứng từ hóa đơn là một video hướng dẫn chi tiết từng nghiệp vụ hạch toán. Các bạn có thể nghe và xem lại kiến thức bất cứ lúc nào. Để vào được giáo trình online thì các bạn nhấn xem giáo trình kế toán tổng hợp trong công ty sản xuất cho những bạn mới bắt đầu. Đối với những bạn chưa đăng ký khóa học, các bạn hoàn toàn có thể xem các phần liên quan đến miễn phí để trực tiếp vào xem nội dung của từng khóa học. Và mỗi khóa học sẽ có các video hướng dẫn cụ thể các nội dung trong từng phần. Sau khi các bạn đi hết các nội dung liên quan đến nguyên lý, thì các bạn sẽ đi vào thực hành đối với công ty sản xuất. Từ việc khai báo dữ liệu đầu kỳ các hóa đơn chứng từ phát sinh trong kỳ và đến khi lên được một báo cáo hoàn chỉnh cho năm tài chính. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.